Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, để cải thiện chất âm thì công nghệ luôn luôn phát triển, và những cái âm ly ngày xưa đã biến thể, đã chuyển đổi thành đẩy liền vang để hỗ trợ giải âm được tốt hơn. Vâng, và để cải thiện chất âm thì trong đó không ngoại lệ có bác Đàm Xuân Hòa. Vâng, bác ở thành phố Cao Bằng. Vâng, sau khi bác có xem kênh YouTube và bác có tìm hiểu về cái đẩy liền vang Jaguar PS602, và bác đã tin tưởng sẽ chọn niềm tin cho bên Zika để đặt hàng cho bác, đó là cái đẩy liền vang Jaguar PS602. Vâng, trước tiên chào tay nhân viên, thay mặt nhân viên công ty Zika đưa cảm ơn bác đã Hòa. Vâng, thì bác Hòa nhé, đây là cái đẩy liền vang đây ạ. Vâng, thương hiệu là Jaguar, mã là PS602. Vâng, về giao diện phía trước rất là đẹp và tổng thể được sơn màu đen cũng rất là lịch lãm. Vâng, và hai bên lốm volume thì là được thiết kế cái đèn nền màu xanh ở phía trong rất là nổi. Và đặc biệt cái dòng này có kết nối Bluetooth và đọc được thẻ nhớ và USB, và có rất nhiều chế độ chọn nhạc. Vâng, thì đây là phía dưới, đây là cái giải chỉnh mic đi ạ, và cả echo và effect. Vâng, đây là hai đường mic, phía sau còn hai đường mic nữa ạ. Vâng, bên này là giải nhạc đây ạ. Vâng, bác có thể can thiệp rất là đơn giản. Vâng, như bác cũng qua trao đổi với bên Zika thì bác muốn được chỉnh toàn bộ sẵn, về bác chỉ việc kết nối với lại thiết bị của gia đình là hoạt động được, thì bên cháu cũng chỉnh sẵn cho bác nhé, bác chỉ việc về kết nối là xong thôi ạ. Vâng, đây bên cháu chỉ là test lại cái quá trình hoạt động ổn định và đảm bảo thì bên cháu mới xuất cho bác Hòa nhé. Vâng, thì hộp đã để sẵn đây rồi ạ, để chờ sau khi bên cháu test xong bên cháu cho vào. Xốp mút rất là dày bác nhá, đây hàng chuẩn nhà máy, xốp mút rất dày đây ạ. Và đi kèm là catalo đây ạ. Vâng, catalo và cái điều khiển đây ạ, điều khiển đây ạ. Vâng, bên cháu đã để sẵn đây. Vâng, bác Đàm nhá, cái đẩy Jaguar liền vang PS602 này nó cực kỳ lịch lãm, và nó là đẹp không tì vết. Vâng, ở đây này có các chế độ chọn nhạc này, bác cắm vào cổng nào thì bác chọn chế độ ở cổng đó thì bắt đầu tín hiệu nó mới cho đi vào và phát ra nhanh bác nhá. Vâng, thì hiện tại cháu đang kết nối với lại cái đôi loa loa full JBL 6012. Công suất con này cũng khá là khỏe. Vâng, bên cháu cũng có mấy đơn đang chờ test đây ạ. Vâng, đơn của anh Minh và đơn của anh Tuyến á. Rồi bên em rất là nhiều đơn, ngày nào bên em cũng nhiều, vì là bên em cung cấp ra thị trường những sản phẩm rất là chất lượng và giá thành thì cực kỳ hợp lý, và các bác đã tin tưởng dù ở xa hay ở gần. Vâng, bên cháu có tặng bác 8m dây tín hiệu bác nhé. Nên là yêu cầu của bác thì bên cháu cũng hỗ trợ cho các khách hàng những cái là cơ bản nhất và hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng ở xa. Vâng, tín hiệu đầu vào thì là phía sau đây, nó có 3 cổng đấy ạ. Đây 1, 2, 3 thì bác cắm cổng nào cũng được thì tín hiệu đều vào hết ạ. Vâng, trở lại cái phía mặt trước của cái đẩy liền vang Jaguar PS602 đi ạ. Nói chung để nói mà đánh giá cái đẩy liền vang Jaguar PS602 này thì không có ngôn ngữ nào có thể tả hết được, vì nó rất hay, rất đẹp và giá thành thì cực kỳ hợp lý. Màu đen cực kỳ lịch lãm. Vâng, cái đẩy liền vang này thì bên cháu chỉ là test lại cái quá trình hoạt động tốt, còn những cái xử lý, những cái test nhạc, những cái test mic thì bên cháu cũng có rất là nhiều video đã làm về cái sản phẩm này. Nếu bác nào muốn sở hữu cái đẩy liền vang Jaguar PS602 này thì các bác hãy liên hệ với Zika Audio nhé, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại trên kênh YouTube thì bên cháu sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp cho các bác. Đặc biệt trên cái phiếu mua hàng của Zika Audio thì các bác có thể test được mã code, check được mã code ở trên điện thoại để ra kênh YouTube Zika Audio. Đấy là cái chi tiết rất là đầy đủ của bên Zika cung cấp ra thị trường. Vâng, bác Hòa nhé, thì hiện tại cái đẩy liền vang Jaguar PS602 của bác hoạt động rất tốt. Vâng, tôi đây cháu xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng.
cẩn thận trước khi gửi. Tôi sắp cùng gửi chào tạm biệt công ty. Chúc bác và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc bác luôn luôn gặp nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống. Vâng, cháu xin chào bác và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ. Vâng, đây bác Đàm Xuân Hòa đây ạ. Vâng, thì đây là cái thùng hàng của bác bên cháu đã test cái đẩy nền vang Jaguar PA602 đây rồi ạ. Vâng, bên cháu bọc rất là cẩn thận. Đây là địa chỉ thông tin đều của bác đây.